Xin chào tất cả mọi người. Lại là tôi RAV đây. Vâng, và cái nhân vật mà anh em đang thấy ở trước mặt kia chính là tôi của ngày hôm nay. Một vị siêu anh hùng cực kỳ nổi tiếng có tên là Batman. À mà từ, anh em đợi tí nhá, để tôi kiếm chỗ nào nó cao hơn đứng cho nó ngầu ngầu phát. Đây rồi, đứng ở cái chỗ này nó mới ra dáng siêu anh hùng chứ. Chắc hẳn các bạn cũng không còn xa lạ gì với cái tên tuổi của tôi rồi đúng không? Người ta thường gọi tôi là người rơi bởi vì tôi thường hoạt động về đêm thôi các bạn ạ. Và cũng như mấy cái thằng siêu anh hùng khác thôi, nhiệm vụ của tôi là phải đi tiêu diệt kẻ xấu và bảo vệ cái thành phố của mình. Nhưng mà hiện tại thì thành phố của tôi nó không được ổn cho lắm đâu. Anh em nhìn trông nó có vắng tanh chưa kìa. Bởi vì nó vừa mới xảy ra một cái biến cố rất là kinh khủng luôn. Nói chung thì trước đây nơi này đã từng là một thành phố rất là tấp nập, chứ không phải là vắng tanh như bây giờ đâu. Từ những cái quán ăn hay là xe cộ đi lại, mọi người đều rất là bình thường. Cho tới một ngày thì tự nhiên xuất hiện một con quái vật bịt mặt nạ. Và nó tuyên bố là nó sẽ tuyên truyền một loại virus và tiêu diệt toàn bộ loài người. Ngay sau đó thì rất nhiều người đã hoảng sợ và họ đã bỏ cái thành phố này. Họ đã đi sang một nơi khác để sinh sống. Và những người ở lại thì họ đã nhiễm virus và trở nên điên loạn. Họ đã dần dần biến thành những cái con nửa người nửa quỷ. Và giờ đây, thành phố này đã trở thành một cái thành phố dành cho tội phạm. Một cái thành phố chỉ dành cho quỷ dữ và dị nhân. Chắc hẳn mọi người cũng đang tự hỏi là lúc đó tôi ở đâu mà không giải cứu cả thành phố đúng không? Thì tôi bận đi du lịch, nghỉ Tết các thứ ấy mà. Bây giờ mới về nhà thì thấy công chuyện như thế này. Ây da. Nói chung là bây giờ tôi sẽ phải tìm ra cái thằng đầu sỏ và thanh toán nó thôi các bạn ơi. Chứ không thể để nó lêu lổng mãi ở ngoài kia được. Nó là người đã khiến thành phố của tôi bị như thế này mà. Anh em cứ yên tâm đi. Một khi mà tôi đã đi tìm ma ấy là chắc chắn sẽ tìm ra được thôi. Anh em thấy tôi di chuyển kinh không? Sử dụng máy móc các kiểu luôn. Thậm chí là tôi còn có cả một cô trợ lý ở bên cạnh, để có gì không biết còn hỏi nữa cơ. Chứ không phải là tôi làm việc một mình đâu. Nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn chưa biết được là cái thằng trùm đầu sỏ nó đang trốn ở đâu cả. Thế nên là tôi sẽ phải đi dạo vòng vòng để tìm kiếm thông tin cái đã. Let's go. Ấy da, ở dưới có mấy thằng tội phạm đang tụ tập kìa các bạn ơi. Có nên ra làm tí giao lưu không nhỉ? Lâu lắm tôi cũng chưa đấm nhau. Lại đây. Sao mấy thằng cu này? Thích làm tội phạm cho thành phố lắm đúng không? Bọn nó chưa biết tôi là ai hay sao ấy nhỉ? Một cốc vào đầu này. Một sút này. Thằng nào nữa? Úi giời, vẫn đứng dậy được à? Một cái đấm này. Đau chưa? Lần sau gặp tao thì né ra nha. Hình như bọn nó vừa bắt nạt cái anh cảnh sát này thì phải. Để tôi thử hỏi tung tích của thằng đầu sỏ xem sao. Ôi, gì kia? Cái thất. Thằng nào nó dám bố láo nó phi nhanh vậy nhở? Đợi em một tí anh dài nhá. Thằng cu kia nó nghĩ là nó có thể chạy thoát khỏi tôi các bạn ạ. Vậy thì nó chưa biết tôi có một siêu xe chiến hạm rồi. Đây là một chiếc xe mà chỉ mình tôi có thể điều khiển. Một chiếc xe mà chỉ dành cho Batman. Anh em thấy sao? Thậm chí là nó còn được trang bị cả súng ống các thứ nữa cơ. Giờ thì đuổi theo thằng kia nào. Chạy cũng nhanh đấy, nhưng làm sao mà thoát được. Mới đi có vài ngày thôi mà cái thành phố này nó bạo loạn hết rồi. Ăn quả tên lửa này này. Chạy với chả trốn à. Sao? Thích chạy nữa không thằng cu này? Khai ra tung tích của thằng trùm nhanh lên thì tao tha cho. Hay là muốn bị bóp cổ đây? Úi rồi, tôi nghĩ cái này có thể đánh bại được tôi á. Vớ vẩn nhỉ. Đừng đừng đừng, xin anh tha mạng cho tôi. Thằng trùm nó đang ở đường Trần Duy Hưng ý. Ra mà tìm nó đi. Hả? Đường Trần Duy Hưng á? Mày có nói thật không đây? Tôi nói thật mà. Ông hãy tiêu diệt thằng trùm và giải cứu thành phố đi. Nó ở đường Trần Duy Hưng ý. Thôi được rồi, tao tạm tin mày đấy.
Cô trợ lý ơi, gửi tôi địa chỉ ở chỗ đường Trần Duy Hưng đi nhá. Thằng Trùm nó đang ở đó, tôi sẽ ra tiêu diệt nó luôn. Tới nơi rồi các bạn đây. Đúng là cái đường này không ta? Ở đây có một tòa nhà rất là to này. Không biết thằng Trùm nó có trốn ở đây không nhỉ? Để tôi bay qua điều tra xem sao. Thằng kia nó mà nói dối thì liệu hồn đấy. Thằng Trùm đâu? Giá mặt đi xem nào. Có vẻ như nó đã thực sự điều khiển cả thành phố này rồi các bạn ơi. Đi đâu cũng thấy lính canh của nó luôn ạ. Gì đây? Có một đứa dị nhân ở trong các bạn ơi. Ủa? Thế thằng Trùm đâu? Này, có dị nhân kia. Mày có phải thuộc hạ của cái thằng đầu sỏ không? Khai ra thông tin của nó nhanh lên. Cái gì? Nó không ở đây á? Giới ạ, thế tôi bị lừa à? Này này này, đi đâu ấy? Bước lên xe rồi đi vào tù nhanh lên. Vớ vẩn nha. Nói chung là tôi sẽ không thể để những cái đứa dị nhân nó lêu lổng ngoài thành phố được. Bởi vì rất khả năng cao là thằng Trùm nó đang sở hữu một tập đoàn dị nhân. Nó có thể sử dụng tất cả bọn nó để đánh bại tôi mất. Thôi, dẫn con này vào tù cái đã. Nhân tiện thì tôi sẽ hỏi về cái thông tin của thằng đầu sỏ sau. Nói chung là thành phố nó đang rất là nguy kịch. Thế nên là đồn cảnh sát nó ở tít dưới hầm các bạn ạ. Ok, tới nơi rồi. Xuống xe nhanh lên. Chào các đồng chí, tôi bắt được một con dị nhân về rồi đây. Chào cảnh sát trưởng, phía phòng giam ở đâu nhỉ? Để tôi nhốt con dị nhân này vào phát. Đó, đi vào trong. Ở trong này vui vẻ nhá. Nói chung là trước đây cái nhà tù này cũng đã từng giam cầm rất là nhiều dị nhân rồi. Anh em có thể thấy dụng cụ của bọn chúng để ở khắp nơi đây này. Thôi, chắc là tôi đi làm nhiệm vụ luôn đây ngài cảnh sát trưởng ơi. Tôi còn phải tìm ra cái thằng đầu sỏ nữa, chứ từ nãy giờ chả thấy gì cả. Hả? Cậu cần tìm thông tin của thằng Trùm á? Sao không nói ta sớm? Ta biết mà. Cái gì? Ông biết được vị trí của nó á? Ở đâu? Đúng địa chỉ này chưa hả ông cảnh sát trưởng? Có chắc là thằng Trùm nó đang ở đây không? Được rồi, để tôi vào điều tra. Ui! Cái gì đây? Có một thằng nào đó đang điều khiển cái máy bay. Bình tĩnh nha. Đây là người tốt hay xấu vậy? Trời! Nó phá hủy cả cây cầu rồi. Cẩn thận mọi người ơi. Thằng nào nữa ở trên máy bay vậy nhỉ? Chắc chắn là thuộc hạ của thằng đầu sỏ rồi. Gì đây? Bên trong có rất nhiều cỗ máy chiến đấu. Nó nghĩ có thể ngăn được tôi sao? Ôi nhưng mà từ từ chạy cái đã. Ây da, công nghệ của bọn này cũng tân tiến phết anh em ạ. Với cả bọn nó nghĩ tôi chết rồi hay sao ấy mà đóng cổng thế kia. Trời đất ơi, xử lý từng thằng bên ngoài này rồi đột nhập vào bên trong tìm thằng Trùm nào. Tôi sẽ phải nhẹ nhàng thôi.
không được để gây ra tiếng động quá lớn. Làm sao? Bay lên đây xem nào. Ui, đồng thế. Mỗi thằng một đấm. Tôi sẽ phải vừa đánh vừa né đạn của nó các bạn ạ. Bởi vì không biết là khi trúng những viên đạn đó thì cơ thể tôi sẽ bị gì đâu. Thằng chùm này nó điều khiển cái virus kinh lắm. Rồi. Tưởng thế nào chứ. Ui. Gì thế này? Ninja. Trời đất ơi. Úi giời. Gậy cũng kinh quá nhỉ. Không sao. Thằng cuối cùng. Xong rồi. Giờ thì vào trong thôi. Để tôi quét thử xem lối vào ở chỗ nào nào. Chứ từ nãy giờ tôi chả thấy cửa ở đâu cả. Bức tường này có vẻ vào được này. Ok. Để điều khiển cái bảng này phát. Tôi sẽ tạo một cái lối đi để con xe của tôi phóng lên. Dân chơi là nó phải phóng hẳn xe vào trong thì nó mới chất, anh em hiểu không? Rồi. Xuống thôi. Lên nào. Rồi. Thực sự thì tôi vẫn phải cẩn thận thôi. Bởi vì đây là một cái nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Tôi đang phải đối đầu với cả một đội quân khổng lồ. Và tôi cũng không biết thằng chùm nó sẽ có cái mưu đồ gì nữa. Ok. Chui xuống hầm đánh nó nào. Xử hai thằng này trước này. Nhẹ nhàng liệt. Bộ giáp này nó giúp tôi di chuyển rất là nhanh. Và phản xạ của tôi cũng tăng lên gấp 10 lần nữa. Vớ vẩn hả mày. Tôi sắp tới chỗ của thằng chùm rồi. Hình như nó ở trong căn phòng này. Ô, đúng là nó rồi các bạn ơi. Đây chính là kẻ đã tiêm nhiễm virus cho toàn bộ loài người và đã thống trị cả thành phố của tôi. Giờ thì mày tối số rồi con ạ. Ơ kìa, sao đầu hàng thế này? Chùm kiểu gì đầu hàng? Đánh nhau đây xem nào. Thể hiện võ công hay là biến hình các kiểu con đà điểu xem nào. Yếu đuối thế nhỉ? Từ từ. Hình như cô trợ lý của tôi đang bị bắt. Tôi chết rồi. Thằng chùm này nó đã cử người tới bắt cô trợ lý của tôi. Không ổn rồi. Ơ kìa. Ôi. Nó chạy thoát rồi. Thôi xong các bạn ơi. Tôi bị nhốt ở trong căn phòng này rồi. Tại sao mất cảnh giác thế nhở? Hình như còn có cả một quả bom ở trong này nữa chứ. Nếu anh em nào muốn xem tập tiếp theo thì đừng để lại một like và một đăng ký kênh để giúp tôi lên 400.000 người đăng ký trong quãng thời gian sớm nhất nha. Liệu tôi có thể bắt được thằng chùm hay không chính là tùy thuộc vào các bạn đấy.